chiều 14 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm di tích lịch sử Cách mạng số 48 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập mà người đã đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tham quan toàn bộ di tích, nhất là không gian tầng 2, nơi tái hiện lại không gian ngôi nhà số 48 Hàng Ngang trong những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh hoạt và làm việc tại đây. Trò chuyện với các thành viên trong đoàn công tác, cán bộ, nhân viên ban quản lý di tích, Bí thư Thành ủy vui mừng khi thấy ngôi nhà cùng các hiện vật ở đây được giữ gìn, bảo quản tốt, không gian trưng bày thoáng đãng, sạch sẽ. Đồng chí nêu rõ, đây là di tích rất quan trọng, gắn liền với sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, nên các đồng chí đã làm tốt, cần phải chú ý làm tốt hơn nữa. Nhất là phải phát huy được giá trị của di tích này đối với việc giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục về tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy cho rằng, bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vừa có ý nghĩa chính trị trọng đại, vừa có giá trị sâu sắc về văn hóa nghệ thuật. Mỗi lần đọc bản tuyên ngôn độc lập Bác viết là một lần thêm cảm phục, biết ơn người. Vì thế, Sở Văn hóa Thể thao, Ban Quản lý Di tích và quận Hoàn Kiếm cần chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập về lịch sử, nhất là tuyên ngôn độc lập, về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại di tích này. Để mỗi người đến đây sau khi ra về đều đọng lại những giá trị, những bài học có thể theo họ suốt cuộc đời. Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Đại tướng Nguyễn Quyết ở tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, từng tham gia lãnh đạo khởi nghĩa cấp chính quyền ở Hà Nội trong Cách mạng tháng 8. Trân trọng những công hiến của Đại tướng Nguyễn Quyết, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, tấm gương của Đại tướng cùng các thế hệ đi trước luôn thôi thúc những thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Cảm ơn tình cảm của Bí thư Thành ủy, Đại tướng Nguyễn Quyết cho biết, ông rất vui mừng khi chứng kiến những thành tựu của thủ đô đạt được trong những năm qua. Trong bối cảnh thủ đô có quy mô lớn hơn, đô thị hóa nhanh, mọi lĩnh vực đều đòi hỏi cao đối với công tác lãnh đạo, nhưng Đảng bộ thành phố vẫn đảm đương tốt nhiệm vụ, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chèo lái con thuyền thủ đô vượt qua mọi khó khăn, giành những thắng lợi mới.